chương 2. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em, họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng xích nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi, nếu Ngài đã đón phạt thành Sodom và Gomorrơ hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét, nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình, đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen, thói, tham dục. Ấy là những con cái đáng rủa xả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình, bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi, và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư không, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ ăn đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.